Vâng, em Hoàng An xin gửi lời chào đến tất cả anh chị bạn thân yêu gần xa. Tiếp tục trong video ngày hôm nay, em An sẽ lên sóng giới thiệu chị một mẫu xe 5 chỗ gầm cao nhà Honda. Trước mắt chị là một em Honda HR-V. Em xe này là sản xuất 2018 bản L chị nhá, bản cao nhất của Honda HR-V. Và đây là chiếc xe sổ nhập Thái nguyên chiếc bản L 2018, sẽ được trang bị cho chị như là cửa sổ trời, khóa đầy đủ thông minh cửa sổ trời, ghế điện. Chiếc xe hiện tại đang đeo biển số thành phố Hồ Chí Minh và mới chỉ kịp chạy 26.000 km chuẩn thôi. Với tài chính nhô 600 triệu một chút thôi là chị đã sở hữu một mẫu xe 5 chỗ gầm cao nhà Honda rồi, đúng không ạ? Tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ, đấy là những cái gì mà em An có thể nói về dòng Honda HR-V. Honda HR-V được trang bị cho chị mặt ga lăng mạ chrome này, cụm đèn LED và có giải LED định vị ban ngày đầy đủ hết. Chiếc xe đã đeo biển số thành phố Hồ Chí Minh rồi, tiết kiệm luôn cho chị cái tiền biển số 20 triệu HR-V chị nhá, một mẫu xe nhà Honda và mở chủ xe mới chỉ 26.000 thôi. Mâm phay nguyên bản chị nhá, mâm phay nguyên bản dàn vỏ theo xe, 26.000 km chọn bao check test cho chị luôn. Mâm phay nguyên bản màu trắng, các tay cửa là mạ chrome, khóa cảm biến thông minh luôn. Nội thất là màu đen nguyên bản để trang bị cho chị ghế điện, cửa sổ trời Honda HR-V chị, những cái bậc lên xuống đã ốp inox chống trời xước rồi, ghế da nguyên bản này chị, cửa sổ trời Honda HR-V kết hợp với gương chống chói đầy đủ hết, vô lăng tích hợp có cruise control và lấy số vô lăng, 26.000 km chuẩn bao trần ô đô luôn cho chị luôn ở mẫu này, 27.129 km. Màn hình Android, chủ xe đã lên màn hình Android rồi, điều hòa auto chị nhá. Mẫu này là sổ nhập nguyên chiếc, thắng tay điện tử đầy đủ hết, Honda HR-V, chạy khá là đầm, khá là đầm anh chị ạ. Mọi chi tiết nguyên bản, vô lăng bọc da nha anh chị nhá. Mẫu này cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, dòng HR-V rất tiết kiệm chị nhá. Honda như cả City hay là HR-V hay là CR-V thì chị chạy đều cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu và khá là bền bỉ, đúng không ạ? Trẻ trung nữa, đó là những cái mà lợi thế của dòng Honda. Em ăn rất là thích cái sự rộng rãi của dòng Honda, từ City đúng không ạ, HR-V cũng rất là rộng. So với Kona thì HR-V có một cái lợi thế rất lớn, khá là rộng rãi đúng không ạ? Ghế da nguyên bản nha chị, ghế da nguyên bản trần nỉ zin, 618 triệu đồng là mức giá mà siêu thị ô tô Bình Dương đang mong muốn ở mẫu xe Honda HR-V. 4 thang đĩa ABS cân bằng điện tử, khởi ngang dốc đầy đủ hết. Đèn hậu LED anh chị nhá. Cảm biến sau. 618 triệu và anh chị làm banh thì anh chị có thể là vay được mẫu này tầm gần 400, khoảng hơn 300 thì hợp lý hơn. Cầm bệ thì nguyên bản anh chị nhá. Rất là mới đúng không anh chị? Lăn bánh chuẩn ô đô. Chuẩn ô đô 26.000 và màn bao check test luôn. Đây, phần khoang hành lý rất là thoải mái để chị để đồ nha. Honda HR-V bản L 2018 có ghế điện cửa sổ trời. Hàng ghế sau, phần khoang hành lý phía sau thì chị để đồ thoải mái luôn. Sơ cua thì cũng hạ nhẹ thôi, luôn rất là dày đúng không ạ? Rất là dày luôn. Xe tất cả đều mới về nên em An cũng chưa có xì pa rửa dọn gì cả. Đó. Khi mà chị lấy thì em An sẽ xì pa rửa dọn và viết giấy cam kết chất lượng cũng như là có bảo hành cho chị bằng văn bản hết đấy chị nhá. Đấy là khi mà chị mua qua siêu thị thì chị được yên tâm về chất lượng sản phẩm đấy. Đấy là bây giờ xu thế thì anh chị quý hàng thân yêu đang lựa chọn những cửa hàng lớn để mua xe, uy tín để mua xe là con cái mà anh chị đang có nhu cầu. Mình rất là yên tâm đúng không anh chị, bỏ tiền ra mấy trăm triệu mình mua cái sản phẩm chất lượng, và sau này mình được bao quay đầu, bao đồ trả khi mà xe xảy ra lỗi hoặc là khi mà anh chị muốn lên đời, muốn đổi xe thì em An đều bao quay đầu. Đó là cái mà siêu thị ô tô Bình Dương vẫn đang làm trong mấy năm vừa qua đúng không ạ? Anh chị ở xa thì mình có thể chuyển cọc online, em An ship xe tại nhà cho chị. Chuẩn đồng hồ, máy zin, khung xương, keo chỉ zin. Đó là cái mà em An cam kết về sản phẩm chất lượng. Em An bao chuẩn km. Đấy. HR-V chị nhá. 2018 chuẩn km 26.000 và giá đang là 618 triệu đồng, có thương lượng, giá là giá em An mong muốn thôi. Và chị nào mình quan tâm mẫu này thì cứ
lên xem xe để mình trả giá cho em An, hoặc mình điện mình trả giá. Động cơ 1.8 bản lò, máy cũng chưa có rửa đâu. Xe này thì em An sẽ rửa máy sạch sẽ cho chị nữa. Xe về là phải rửa hết các ốc nguyên bản, chưa tháo mỏ. Tuyệt đối là không bán xe thủy kích nha chị. Thủy kích là cái mà em An không bán, hoặc là đại tu đã sửa lại máy là không bán. 6.18 giá có bớt, có thương lượng thêm cho chị. Và chị mình quan tâm về mẫu xe Honda HR-V bản L sản xuất 2018 thì hãy lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương, số 1968 ngã ba xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, Di An, Bình Dương để xem xe chị nhá. Một nữa thì em An cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi, và em An xin gặp lại chị ở những video tiếp theo. Xin chào.